Mỹ Tâm bất ngờ thừa nhận có chồng rồi, công khai nói lời đường mật, danh tính nữ kia gây xôn xao. Nhận được những câu hỏi về chuyện thành gia lập thất, Mỹ Tâm không giấu giếm mà dõng dạc trả lời, con có chồng rồi, gây náo loạn mạng xã hội. Ai nấy cũng nhanh chóng lùng sụp danh tính người đàn ông bí mật được nữ ca sĩ nhắc đến là ai. Tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ Tâm luôn là ca sĩ được yêu thương nhiều nhất bởi sự nổi tiếng, tài năng và các hoạt động thiện nguyện của cô. Cô được đánh giá là giọng ca biểu tượng của showbiz Việt. Dù bận rộn với chương trình Vietnam Idol 2023, Mỹ Tâm vẫn dành thời gian cho các chuyến đi thiện nguyện. Mới đây, Mỹ Tâm đã có chuyến đi từ thiện tại huyện Thạch Phú, tỉnh Bến Tre, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và quà trung thu cho người già neo đơn. Nữ ca sĩ Tâm ít diện, áo trắng, quần jean, giản dị, trẻ trung ở tuổi 42. Cũng trong chuyến đi thiện nguyện này, ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ gây bão mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân, Mỹ Tâm cho đăng tải loạt ảnh đi trao học bổng cho các trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại Bến Tre, nhận được sự quan tâm của khán giả. Tại đây, nữ ca sĩ cũng có dịp họp mặt các fan. Đáng chú ý, khi được người hâm mộ hỏi chuyện thành gia lập thất, Mỹ Tâm bất ngờ thừa nhận đã có chồng khiến gia đình ngỡ ngàng. Theo đó, khi được một người hâm mộ lớn tuổi hỏi có gia đình hay chưa, Mỹ Tâm cho biết con có gia đình chứ, gia đình là ba mẹ, con cháu này kia đó. Chồng thì mình đâu có cần lấy chồng đâu mà chỉ cần có người yêu thương mình là được rồi. Ở chung là được, đâu có cần phải lấy nhau đúng không? Khi một khán giả khác tiếp tục hỏi sao con không có chồng, giọng ca ngôi sao trả lời, có chứ, con có chồng rồi đó chứ. Đối với con, khi con quen một người nào đó thì người đó là chồng con rồi, nên là con không nghĩ đến chuyện phải lấy nữa. Đoạn clip này của Mỹ Tâm khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người hâm mộ thắc mắc và không khỏi suy đoán về danh tính nữ kia của nàng ca sĩ. Bởi từ trước đến nay, giọng ca 8X vẫn giữ kín chuyện riêng tư. Nhiều lần khi được hỏi về chuyện tình yêu, cô đều không trực tiếp đề cập. Ngay cả khi tin đồn hẹn hò rộ lên trên mạng xã hội, cô cũng giữ im lặng hoặc khéo léo thể hiện quan điểm, muốn khán giả tập trung vào âm nhạc. Trước đó, trong buổi giao lưu với truyền thông khi ra mắt phim Người giữ thời gian, nữ ca sĩ hiếm hoi hé lộ chuyện tình cảm với bạn trai giấu mặt. Cụ thể, trong phim có cảnh Mỹ Tâm trò chuyện điện thoại buổi đêm với người ấy về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị live show Tri Âm ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tắt máy, cô nói với người ở đầu dây bên kia, ngủ ngon anh nha. Nữ ca sĩ thổ lộ qua bộ phim cô muốn thể hiện bản thân một cách chân thật trên phim nên đã dành thời lượng nhỏ cho một góc khuất mà mình luôn giữ kín. Ở một góc khuất nào đó tôi cũng có người để tâm sự, vì vậy tôi đã để dành phân đoạn đó để mọi người thấy mình, cũng có người quan tâm, có người để nói, chúc ngủ ngon anh nha. 2 năm sau thời điểm được đề cập trong bộ phim, khi được hỏi lại bây giờ chị còn chúc người đàn ông ấy ngủ ngon mỗi tối không, Mỹ Tâm xác nhận còn nhé, vẫn chúc ngủ ngon nhé. Câu trả lời này của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú vì đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến vậy về một chuyện tình cảm chưa kết thúc. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên tắc không tiết lộ danh tính của bạn trai hiện tại. Trong 4 năm nay, Mỹ Tâm vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Mai Tài Phến. Cả hai thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện, chuyến đi từ thiện, live show và có mặt trong cả bữa ăn thân thiết với gia đình. Mỹ Tâm gọi đàn em là anh, trong khi đó diễn viên sinh năm 1991 gọi họa mi tóc nâu là cô Út. Nói về Mai Tài Phến, anh sinh năm 1991, kém Mỹ Tâm 10 tuổi, quê ở Bạc Liêu, từng đăng quang cuộc thi gương mặt điện ảnh năm 2017. Mai Tài Phến bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV Em Gái Mưa của ca sĩ Hương Tràm. Tên tuổi Mai Tài Phến một lần nữa được hâm nóng khi làm việc cùng Mỹ Tâm. Anh đóng MV Đừng Hỏi Em và phim Chị Trợ Lý của Anh cùng đàn chị hơn 10 tuổi. Cũng từ đây, những tin đồn về chuyện yêu đương của cả hai bắt đầu xuất hiện.